hãng công nghệ sinh học BioNTech của Đức đã phát triển thành công một nhà máy sản xuất vaccine từ các container và dự định sẽ chuyển tới châu Phi dưới dạng các mô đun lắp kép nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine trên toàn cầu. Việc xây dựng cơ sở sản xuất vaccine mRNA đầu tiên sẽ bắt đầu từ giữa năm nay. Nhà máy được lắp ráp từ hai mô đun gồm 6 container cho mỗi một mô đun và có thể đi vào hoạt động khoảng 12 tháng sau khi các container được vận chuyển tới châu Phi.